Chào mừng quý khách đến với chương trình Quang Lâm TV. Trong video cẩm nang bán nhà phần quyết định bán nhà, chúng ta đã cùng nhau thảo luận các lý do liên quan đến quyết định bán nhà. Trong video cẩm nang bán nhà kỳ này, phần nên bán lúc nào, Quang Lâm sẽ tư vấn cho quý khách lúc nào là thời điểm thuận lợi để đăng bản bán nhà. Mỗi khi quyết định bán, ai cũng muốn bán cho thật sớm với giá cao nhất. Trong tình trạng thị trường của người bán, tức là thời điểm thuận lợi cho người bán, thì quý khách sẽ có cơ hội bán giá cao và với tốc độ nhanh chóng. Ngược lại, trong tình trạng thị trường của người mua, tức thời điểm thuận lợi cho người mua, thì quý khách sẽ gặp khó khăn hơn trong việc bán nhanh với mức giá cao hợp lý. Quang Lâm sẽ giúp quý khách nhận diện thời điểm nào thích hợp và định giá nhà của quý khách sao cho hợp lý nhất theo tình trạng thị trường mới nhất. Ngoại trừ những hoàn cảnh không thể lường trước được, tình hình thị trường thay đổi theo những chu kỳ sau đây. Thứ nhất, trong lúc thị trường đang trong thời cực thịnh, công ăn việc làm tăng trưởng, thì người tiêu thụ sẽ có lòng tin vào tình hình tài chính của chính họ. Và vì thế, sẽ tìm mua bất động sản để ở hoặc đầu tư. Điều này dẫn đến nhu cầu mua cao. Và ngược lại, nếu thị trường xuống dốc, nhiều người bị mất việc làm, sẽ dẫn đến nhiều quyết định bán nhà hơn. Những sự kiện địa phương như việc một nhà máy lớn bị đóng cửa, hay một thương hiệu lớn sắp mở cửa, một nhà máy mới cũng có ảnh hưởng đáng kể lên giá nhà trong khu vực. Thứ hai, mức lãi suất lên hoặc xuống thấp. Điều này ảnh hưởng lên quyết định bán nhà. Khi mức lãi suất lên cao, nhiều người không hội đủ các tiêu chuẩn của công ty vay mượn. Và điều này làm giảm số lượng người mua nếu quý khách đang đăng bản bán nhà. Thứ ba, khi giá nhà hạ thấp, nhiều người muốn bán để mua một căn nhà lớn hơn, thường lo sợ rằng họ đang bán căn nhà hiện tại với giá thấp hơn giá thị trường. Nhưng quý vị nên nhớ một điều, dù quý vị có bán căn nhà hiện tại với giá thấp thì mức giá đó cũng đã rất cao hơn so với lúc quý khách mua căn nhà, nghĩa là quý khách cũng đang thâu về lợi nhuận. Hơn thế nữa, quý khách đang hưởng giá đặc biệt thấp với căn nhà quý khách sắp mua, và theo thời gian giá căn nhà này sẽ tăng cao. Vì thế, quý khách không hề thua lỗ khi quyết định bán để mua trong lúc giá nhà xuống thấp. Ngược lại, quý khách đang thâu lợi nhuận từ cả việc mua và bán song song. Thời tiết trong năm, thời tiết cũng có ảnh hưởng lên đến thị trường bán nhà. Ít người đăng bản bán trong mùa đông vì ngại không có người lặn lội trong mưa tuyết để xem nhà. Tuy nhiên, vì số lượng nhà bán trong mùa này thấp, quý khách sẽ có lợi thế hơn nếu là người bán. Trung bình thì có nhiều người đăng bản bán và có nhiều người tìm mua nhà trong mùa xuân hơn các mùa khác trong năm. Một năng đề khác mà nhiều quý khách đang băn khoăn là nên bán trước hay mua trước. Bán trước sẽ khó xử nếu quý khách chưa tìm được căn nhà lý tưởng để mua trước khi bán đi. Mua trước đồng nghĩa với việc quý khách phải trả chi phí cho cả hai căn nhà. Để cập nhật tin tức bất động sản cũng như chi tiết về những dự án sắp xây tại trung tâm thành phố Toronto và vùng phụ cận, quý khách có thể đọc những bài viết thường xuyên của Quang Lâm trên 3 tuần báo Thời Báo, Thời Mới và Sài Gòn, Canada. Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416 804 5111.
11 hoặc vào trang nhà vanlam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán và cho thuê bất động sản. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video Cẩm Nang bán nhà, phần nên bán lúc nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.